Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn, đã gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này. Tuyên bố của Triều Tiên diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang lên cao trên bán đảo Triều Tiên. Theo KCNA, những người trẻ đã thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa. Hôm qua 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên triều ở phía bên kia biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Seoul gửi máy bay không người lái qua thủ đô Triều Tiên và hai miền Triều Tiên đã xung đột về những đợt thả bóng bay chứa rác được gửi từ Triều Tiên kể từ tháng 5. Trái với tuyên bố chỉ tấn công bộ binh hạn chế vào Liban, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Israel dường như đang mở rộng hoạt động tác chiến trên bộ tại quốc gia láng giềng, làm dấy lên lo ngại cuộc chiến có thể kéo dài và ngày càng khốc liệt hơn. Đài phát thanh quân đội Israel hôm qua đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel vừa triển khai thêm một sư đoàn chiến đấu mới đến khu vực biên giới phía Bắc để phục vụ chiến dịch bộ binh tại mặt trận Nam Liban. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, quân đội Israel đã triển khai tăng cường tới mặt trận Nam Liban 2 sư đoàn tác chiến, nâng tổng số đơn vị tham gia chiến dịch bộ binh hạn chế tại Nam Liban lên thành 5 sư đoàn. Nhiều nguồn tin khu vực nhận định, lực lượng phòng vệ Israel còn có thể mở thêm mặt trận tấn công trên bộ mới vào Liban từ hướng đông. Giới phân tích lo ngại, việc mở rộng chiến dịch bộ binh vào Liban có thể khiến Israel bị sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài với Hezbollah, trong khi đất nước Liban đối mặt với nguy cơ bị tàn phá nặng nề và trở thành một dải Gaza thứ hai. Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra ước tính thiệt hại chiến tranh do các cuộc không kích của Israel vào Gaza hiện có thể lên tới khoảng 14 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Theo Ngân hàng Thế giới, mức độ tàn phá hiện nay không chỉ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Gaza, mà còn làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại khu vực, trong khi việc tái thiết và phục hồi sẽ đòi hỏi nguồn lực lớn và sự hợp tác liên tục trong thời gian dài. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cho biết cuộc chiến này có tác động tương đối nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, nhưng việc mở rộng đáng kể cuộc xung đột sẽ làm cho các quốc gia đóng góp nhiều hơn, bao gồm cả các hoạt động sản xuất hàng hóa. Hãng hàng không Air India vừa cho biết một máy bay của hãng đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Canada do bị dọa đánh bom. Vụ việc xảy ra khi máy bay chở khách khởi hành từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ đến Chicago, Mỹ trở thành mục tiêu của mối đe dọa an ninh đăng trên mạng. Để phòng ngừa, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Iqaluit ở Canada. Máy bay và toàn bộ hành khách đã được kiểm tra lại theo đúng quy trình an ninh. Air India lưu ý rằng hãng và một số công ty hàng không của Ấn Độ đã nhận được một số lời đe dọa trong những ngày gần đây. Mặc dù nhà chức trách sau đó phát hiện tất cả đều là giả, nhưng hãng xem tất cả các mối đe dọa đều là nghiêm trọng.